Thưa quý vị và các bạn, chỉ cần một trận mưa vừa, toàn bộ 3 xóm 1, 2 và 3 của xã Nghi Kim, thành phố Vinh đã ngập sâu trong nước. Thời gian ngập lụt ở đây kéo dài đến cả tuần nên đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân nơi đây. Nhà ông Nguyễn Văn Lâm ở xóm 1, xã Nghi Kim, thành phố Vinh là một trong những hộ mạnh dạn vay vốn để đầu tư phát triển kinh tế theo mô hình gia trại. Tuy nhiên, ngô mới lên, rau cải chưa kịp thu hoạch, đã bị ngập nước và cả đàn gia cầm hàng chục, thậm chí hàng trăm con cũng có nguy cơ bị nước lũ cuốn trôi. Còn đối với 20 con lợn thịt trong chuồng, do nước ngập sâu ngang bụng nên ông Lâm chỉ còn cách lấy vật dụng để kê cao nền cho vật nuôi tránh nước. Lo nhất lúc này đối với gia đình là hơn 3.200 m² ao cá đã đến kỳ thu hoạch, nhưng ông không chắc còn được bao nhiêu cá. Cá thì ở tổng ở dưới ao, cả hai ao tôi là hiện nay có gần 1 tấn cá rồi. Nó ra coi tỷ trọng ra bao nhiêu thì mình hoàn toàn không thể biết được là lượng cá ra bao nhiêu, nhưng mà nói chung nó đã tràn bờ. Thì dù đã có khắc phục, mấy ngày trước đã khắc phục rồi, đã đắp, đã kè cắn rồi, nhưng mà vẫn có nước mức đất như hôm nay là không thể coi như là khắc phục được. Là chúng tôi ngập 3 năm nay rồi, là kêu cứu liên tục, nước ở trong vườn liên tục, không thể thoát nước ra được. Mà cái gà vịt nuôi trồng thủy sản là luôn ngập úng hết. Ba xóm 1, 2, 3 của xã Nghi Kim có gần 200 hộ và cũng chừng ấy gia đình phải chịu chung cái cảnh sống chung với nước lụt suốt thời gian dài. Dù họ đã rất nhiều lần kiến nghị lên các cấp ngành liên quan. Dân ở đây gần là kêu nhiều rồi, nói nhiều rồi, nhưng mà cái việc người ta làm sao để tiêu úng cái chỗ này thì là không chưa giải quyết lần nào cả. Cho nên là mưa chỉ cần một trận mưa nhỏ đi thì dân ở đây thấy các anh thấy đấy, nó ngập, nói chung là không làm được một cái gì. Không chỉ có sinh hoạt của người dân bị ảnh hưởng do tình trạng ngập lụt này, mà các em học sinh ở Nghi Kim cũng đang phải chịu cảnh lội bì bõm, cố vượt qua những con đường đầy nước và nguy hiểm như thế này để đến trường. Vì cả ba trường, mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã đều nằm trên địa bàn các xóm 1, 2, 3 của xã Nghi Kim. Mưa nhỏ hơn nữa thì nước cũng đã ngập đến 3, 4, 50 phân. Mà có trò đến 6-70 phân. Đấy, toàn bộ các cái hệ thống mương máng này bây giờ là hăn san lấp cùng với như đường. Cho nên là có thể là các cháu đi, những người già đưa các cháu đi học, nó có thể xẹ chân một cái, xẹ xe một cái. Là lai đi đưa lại, xẹ chân là lao xuống dưới mương, dưới rãnh thoát nước này. Thì về cái vấn đề mà chết người thì chưa có. Nhưng mà bị gãy tay, gãy chân rồi là xây sát cả ông, cả bà gì đấy là với cả các cháu rồi là lăn xuống dưới mương gì là cái này là có. Nguyên nhân dẫn đến việc ngập lụt kéo dài tại đây, theo người dân, là do trên địa bàn bao quanh ba xóm có đến 5 dự án được đầu tư xây dựng. Hiện nay, một số công trình đang được đơn vị thi công đổ đất, san lấp mặt bằng, nên dẫn đến việc thu hẹp, thậm chí là bồi lấp cả hệ thống kênh mương thoát nước tại đây, gây ra tình trạng ngập lụt cục bộ kéo dài.